Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số những cái mẹo nho nhỏ mà mình mới tìm hiểu được là cái chức năng đu bám hiện tại mà mới update vào trong con game này đấy. Nó cực kỳ là gọi là hữu dụng và bây giờ thì mình sẽ tổng hợp lại số một cái mẹo mà mình đã thu thập được ở những gọi là thông tin khác. Là anh em sẽ có những cái chỗ ẩn nấp cực kỳ là nguy hiểm, gọi là bí con mẹ nó mật luôn. Thì những cái mẹo nó hay như thế nào thì bây giờ thì anh em cùng đến với cái clip của mình nha. Đây rồi, cái đầu tiên, cái mẹo đầu tiên là mình muốn chỉ cho anh em là nó ở cái khu gọi là khu nhà nước này đây. Thì anh em sẽ trèo lên trên cái tháp cao nhất này. Đây, anh em làm theo mình nha. Anh em nhảy lên cái thanh nhỏ nhỏ này và di chuyển nó lùi sang một tí, lùi sang một tẹo thôi. Bây giờ anh em nhảy và bấm hai lần đu bám, bấm hai lần nút nhảy là nó sẽ thành cái đu bám đây anh em. Đấy, thì anh em sẽ trèo lên cái cao nhất này. Đó, đứng ở đây thì tha hồ mà ẩn nấp rồi. Có mà rời biết. Quá chi là easy luôn. Đấy. Chỗ này là quá cao rồi. Đây, anh em có thể trèo được lên cả cái chóp này nữa cơ. Đây, lại tiếp tục nhảy ngang này. Nhảy ngang, nhảy dọc gì thì cũng tùy ý anh em. Và trèo lên thôi. Chỗ này mà ẩn nấp thì thôi. Ngồi ơi. Cầm VNS nữa, đứng đây nữa thì thôi. Không biết ở đâu mà bắn luôn. À, đứng đây coi như là chết không biết là... gọi là vì sao chết đây. Đấy, đây là cái mẹo thứ nhất nha. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho anh em cái mẹo thứ hai. Tiếp tục là nhảy ngang này. Cũng là một cái khu này luôn nha. Đấy, anh em nhảy. Đây, nhảy ngang và anh em nhảy xuống ngay cái cây ở ngay cái cạnh cái tháp này thôi. Đây, cái cây này nữa thì thôi. Đây gọi là tàng hình luôn. Không thể nào mà ai nhìn thấy được luôn. Bên trên kia nó đã là một cái gọi là một cái gì đó là tàng hình rồi. Dưới này thì lại còn tàng hình hơn. Đấy, quá chi là nguy hiểm luôn. Lấp ở đây thì rời biết. Rồi bây giờ tiếp tục đến cái thứ ba nha. Đây là ở cái khu nhà xe ở gần school đấy anh em. Đây, mình làm lại cho anh em này. Nhảy lên trên cái chỗ này và anh em nghiêng, anh em chỉ sang cái chóp của ngôi nhà đấy. Đấy, như mình vừa làm đấy. Thì anh em sẽ đu được lên cái mái nhà này. Trên mái nhà này thì cũng cực kỳ là nguy hiểm. Trong những cái khu mà trong bò ở đây thì rời gọi là chỗ này là những cái chỗ cam địch cực kỳ là phê luôn. Đấy, những cái mái nhà này bay nhảy tùy ý anh em. Quá là chi là ngon luôn. Tiếp tục đến với cái mẹo tiếp theo nha. Cũng cùng là một cái khu này luôn. Đây, anh em sẽ trèo lên cái xe này và anh em nhảy sang bên này và lại sử dụng cái chức năng đu bám đấy. Dí hai lần nút nhảy. Cái lúc mà anh em di chuyển đấy, anh em sẽ ngừng lại một nhịp nha và bấm cái nút nhảy thì nó sẽ thành chuyển sang cái thể độ đu bám. Anh em căn phải gọi là đúng cái mép nhà nha. Đó thì anh em sẽ nhảy sang được cái nóc nhà này, cũng cực kỳ là phê lòi. Ok, chúng ta sẽ sang Pochinki này. Đây này. Cái gọi là cái chỗ này gọi là cái gọi là nguy hiểm luôn này. Bậc nhất luôn này. Là nào mà chắc chắn là đây là một khu to rồi. Một khu cực kỳ là đông dân chơi. Đây, anh em làm theo mình nha. Nhảy này. Căn đu bám luôn. Đó, nó lên cái nhóc cái chòi canh này. Một trong những cái khu nguy hiểm trong cái bậc nhất trong cái map Irango này là Pochinki. Và anh em lên được đây mà cam địch thì thôi. Quên mẹ đi anh em ạ. Đấy, anh em nhìn chưa? Chỗ này gọi là cực kỳ là phê luôn. Đó. Làm sao mà rời mà biết được. Ok, chúng ta đến với chỗ tiếp theo nha. Đây, cái chỗ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em là cái chỗ này đây. Nhảy lên cái thành này. Và tiếp tục là cái skill đu bám thôi. Lại tiếp tục là một cái mái nhà cực kỳ cao ở trong cái map Irango này. Đó, anh em thấy không? Quá chi là ngon luôn. Ok, tiếp tục thì mình sẽ chỉ cho anh em cái chỗ khác nha. Đây, là cái khu rát lai ra ở đây. Cái khu này là cũng
cực kỳ là bo hay về đây. Đây anh em sẽ nhảy lên cái xe này, tiếp tục đu bám này, và anh em nhảy sang cái chòi bảo vệ này. Ui anh em nhớ, nằm xuống như tàng hình luôn. Cái chỗ này là cạnh, vì sao mình chỉ cho anh em cái chỗ này là tại vì nó một cái hầm để xe này, là nếu mà ai mà vào đây ấy thì chắc chắn là sẽ ra lấy xe mà thôi. Anh em ngồi đây mà cam thì thôi, hốt mạng như hốt gọi. Đấy, bây giờ là đến một cái cực kỳ là tiện lợi này, là cái khu quân sự này. Đây là cái gọi là cái gì nhỉ, cái chỗ mà hot nhất hiện nay đây. Cái này sau khi không biết là mình chỉ cho anh em thì nó còn hot hay không, hay là sẽ bị fit sớm thôi, chứ mình nghĩ là chỗ này cực kỳ là nguy hiểm này. Trong đây, trong khu quân sự này là khu cực kỳ, không phải Polchinki là hot rồi, quân sự còn hot hơn anh em ạ. Đây anh em như vừa mình làm đấy, đu bám lên. Bây giờ thì anh em sẽ trèo lên được trên đỉnh cái này. Đây, nhảy cho vài, nhảy vài phát là nó tự lên thôi. Đấy, đây này, anh em nhìn không? Cái chỗ này mà đứng cam địch thì thôi, còn gì là gọi là ngon hơn nữa. Cực kỳ là khủng khiếp khi mà cam được tất cả ra mọi hướng, cả kể cả là trong nhà C, cũng như là trong mấy cái khu nhà gì nhỉ, nhà ca, nhà củng này này, nhà máy này, nó đều có thể nhìn được hết. Đó anh em hiểu không? Quá là khủng khiếp luôn. Đây là cái mẹo mà leo lên đây là nguy hiểm luôn. Mình giới thiệu cho anh em là cái cũng là trong khu quân sự này luôn. Nhảy lên cái thùng vàng này. Đấy, đu bám lên và nhảy sang cái nóc nhà bên này. Đây, cái nóc nhà như thế này thì anh em bảo là có nguy hiểm không? Quá là nguy hiểm luôn. Nằm đây mà cam trong nhà C thì đấy, anh em nhìn mình nằm này. Như thế này thì có một rời biết đúng không? Có một tên chạy tới này. Đấy, đấy là một số những cái địa điểm mà mình thu thập được. Nghe vẻ nó cực kỳ là hữu ích cho anh em. Không phải hữu ích, gọi là bậc nhất rồi. Trong cái phiên bản này là những cái tip and trick này là mình nghĩ là nó hot bậc nhất rồi. Đấy. Anh em nào mà thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh, và nhớ là hãy comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới. Anh em thấy thế nào về những cái địa điểm này, cái địa điểm mình chỉ này, thì anh em nhớ comment ở phía bên dưới nha, để cho mình tiện thu thập một số cái thông tin của anh em nha. Bye bye anh em nha.